Chào mọi người nha. Thì hiện tại mình đang ở quận 4, ngay chỗ nhà thờ giáo xứ Xóm Chiếu nè mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn đường phố rất là đặc biệt, bán 20 mấy năm rồi. Đây, đây là món bánh tráng chiên dì đường, rồi nhiều món lắm, nhưng mà ở đây đặc biệt là cái món bánh tráng chiên nha mọi người. Thì mình sẽ tới là quay cho mọi người xem nha. Đó, cô này đang làm cho cái anh đang đợi đó mọi người. Đó, để mình quay cho mọi người xem nha. Đây là nhà đất của Mai nha cô. Rồi. Còn cô này là bắp xào, có mì nướng với ớt. Ở đây cái món mà đặc biệt của mình là ở đây món gì vậy cô? Bánh tráng chiên trứng cút nướng là chung một món luôn hả cô? À, cái cô đang làm là bánh tráng chiên hả? Cái cô đang làm là bánh tráng chiên nè. Dạ. Cái này là cua rang bột, cái cua cha dây, nghe cua nhúng bột, gà má nhúng bột chiên giòn lắc phô mai, đúng không? Rồi ăn với lại nước mắm me. Cái này nó là một phần đó là như gì thôi. Dạ. Rồi cho mình cái mắm me với ớt về mình tự chấm riêng. Đó vậy là một phần. Rồi bắt đầu cái cây bán không được. Tại là cô mới chuyển sang. Cái món này là gì, có học ở đâu hay là tự làm? Không có học ở đâu hết. Tự, tự biến chế ra. Tự biến chế ra luôn. Tự cái nước đó, tự pha chế cái nước đó ra, tự làm. Dạ. Cho nên là không có học một người nào. Vì bán ở đây lâu chưa? Hai mấy năm ngay chỗ này luôn hả gì? Tại đây luôn, không đi đâu hết. Hai mấy năm là ngay chỗ cái cổng nhà thờ Xóm Chiếu nha mọi người. Ngay tại chỗ cổng luôn chứ không có đi chỗ nào hết. Chị bán là từ mấy giờ tới mấy giờ? Sáng là chị làm hàng là 7 giờ chị đã đem ra chị làm hàng rồi. Tới 9, 10 giờ chị mới bán. Chính. Cái lúc đầu tiên á là lúc mà chưa có ấy thì chị bán là tới 6 giờ mấy, 7 giờ là chị dẹp rồi. Dạ. Nhưng mà sau rồi lại khách hàng đông quá đó. À. Ra yêu cầu của khách đó, thành ra chị phải bán tối thêm chút xíu, là khoảng chừng 10 giờ chị mới dẹp. Là 9 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. 10 giờ tối. À. Là chị mới dẹp hàng. Đó, đây có đèn gì không gì? Có chứ, có à. Đèn, có mưa, có bạc, đồ che đã hết. Có đầy đủ hết. Mưa này bán cũng hơi cực ha. Mưa này bán cực cũng hơi, nhưng mà phải bán, cũng phải ấy. Bán nguyên tuần luôn hả gì? Quên thông báo là Tết bán luôn á, không có năm nào mà chị nghỉ Tết hết. Là gì? Mình xin nhắc lại cho mọi người là dì bán là nguyên tuần, là Tết rồi là dì bán hết, bán nguyên năm luôn. À, bán suốt năm nguyên luôn ha mọi người. Có ví dụ gì mà có chuyện gì đột xuất có thì nghỉ buổi sáng rồi buổi chiều cũng vẫn bán lại. Tại vì buổi chiều tối không có người đông. Khách ở xa xa đến ăn đông lắm. Cô có bán suốt đó luôn. Hồi bán có bánh tráng chiên bây giờ là khách hàng mua rất là đông luôn. Dì nói là có khách hàng ở xa đồ tới nha mọi người, ở Nha Trang rồi cũng tới rồi ghé ăn. Rồi xuống ăn dữ lắm, ở đâu cũng biết đâu, ở Bình Dương rồi. Bình Dương. Rồi Bình Hai nè, rồi Bình Dương. Dì có biết làm sao là họ, dì có biết làm sao họ biết tới đây không? Trên mạng hay sao? Chắc là ăn họ truyền nhau, hoặc là họ có cái mạng đó, họ mở mạng cho coi á. Dạ. Họ thấy cái món này sao nó lạ quá mà khắp vùng miền Nam không ai có cái món này hết. Nguyên vùng miền Nam luôn. Nam Bắc nè. À, vậy là món tại nước ngoài còn phải qua đây, nước ngoài về Việt Kiều ở ngoài về còn phải người nhà còn dẫn sang đó. Dẫn ra để coi. Cái món tự chế biến luôn ha. Tự sáng tác luôn. Tự cô
cô làm lấy cái nước sớm cô cũng tự làm lấy luôn, cô không có hả? Theo cô, theo dì nghĩ là cái này nó có giống mấy cái món ở ngoài miền Trung miền Bắc gì không? Không giống một món nào luôn. Không giống gì luôn ha. Bắc miền Nam miền ngoài cũng không ai có cái này luôn. Không ai có một cái món, cái món cái bánh tráng riêng của cô là cái món rất là độc quyền luôn. Độc quyền thì con thấy cái những cái hàng khô này thì chỗ nào nó cũng có. Đúng không? Nhưng mà cái món nước của cô là không có ai có được. Nước này của cô vậy. Còn cái bánh tráng của cô chiên á là cô cũng đổ bánh tráng liên tục. Dạ. Con biết sao không? Tại vì lúc đầu tiên thì cô chiên cái bánh, cô đợp cái bánh tráng rất là nhỏ, bánh tráng cuốn á, tráng để trộn á, cô làm cái bánh đó. Dạ. Sau này lại cô lại đổ bánh đó, cô chiên được bánh lớn nữa, cho nên giữ cho để cho nó giữ độ giòn cho khách đi xa đó. Dạ. Cô phải chiên sẵn cái món này, bánh gì à? Đó, cô phải chiên cái món bánh như vậy để cho nó giòn. Là bánh tráng này là mình lấy ngoài chợ rồi về mình chiên lại. Bánh tráng này là mỗi mối cho cô làm mối. Còn mấy cái nguyên liệu là có là nguyên liệu là chỉ có khô là kia là nguyên liệu thôi. Còn kia là hành phi, tỏi phi là ở nhà làm hết, bạch chay đồ kia nọ là tất cả đều cô làm hết. Cô làm ở nhà ra hết, không có ai mà lãi hết, tự cô biến chế ra, tự cô làm hết luôn. Cô làm các món không giống ai hết, là khác hẳn người luôn. Đây mọi người, cái món mà nổi tiếng của dì Đường nó đang làm cho mình đó nha. Bánh tráng chiên. Bánh tráng chiên nha mọi người. Đó, đầu tiên mình đổ trứng trước nha. Rồi. Cho cái đồ cho bánh vô nè. Đầu gia vị gì đó. Cái đó là bột mà thịt bằm. Cái này là tỏi phi. Tỏi phi. Tất cả là ở nhà là mấy cái nguyên liệu này là dì Đường làm hết nha mọi người. Ở nhà làm hết, chỉ có khô để kia nọ là chỉ ngoài Phan Thiết nó gửi cho mình thôi. Khô là ngoài Phan Thiết gửi vô nha mọi người, chứ không có mua ở đây. Cô ở đây là cô chợ lớn, là cô không có dì Đường nói là khô là mua ở ngoài Phan Thiết đem vô. Đem vô đầy đủ hết. Mỗi bình 2 hộp nha dì Đường. Mấy hộp con? Mỗi bình 2 hộp thì con. Còn 2 hộp. Mỗi bệnh 2 hộp. Rồi, ok. Tôi gọi chị cái ha. Để tay làm này cái cho nó xong. Còn cái nước này là nước đặc biệt, nhiều người rất là tò mò cái nước này luôn. Sao vậy? Nhìn giống nước me quá gì? Phải không? Khách cho nước me, cô gì cũng cho nước me luôn. Khách nói là nước khô bò, gì cũng cho là nước khô bò luôn. Cái này là cái đặc biệt cho cái món cái món bánh tráng này, cho nên là gì chiên, phải không? Cho nên chiên. Gì mới đặc biệt bánh tráng chiên, cho nên gì mới nói là đi khách dùng chỗ này chưa ai giống gì hết, có ai ra bán cũng không có thể nào giống gì được. Thì đã nói vậy đó. Đặc biệt nè, cái này là đặc biệt nhất nè mọi người đó, ơi. Đặc biệt là cái đó là ngon nhất luôn á, ăn một miếng hả? Bóc lên một miếng ăn thử coi. Nè con cầm lên miếng đi, cầm đại lên miếng con ăn thử thôi. Đây nè mọi người. Đó, cái nước sốt, cái nước gì đó, nước me gì đó, đâu đây để mình ăn thử nha. Rất là ngon. Ngon như vậy. Đúng không, 8 chừng đó. Cái nước nó chua chua mà nó ngọt ngọt dừa. Có thêm miếng ớt nữa, có ớt thì gì trong đó phải không? Nếu mà có ớt là ok. Dạ. Có ớt nữa đó. Chua ngọt ngọt cay cay. Đúng rồi. Lạ, có mùi gừng nữa. Có mùi gì trong nước đó, con đoán là mùi gì. Con đoán là như là đầu tiên là phải me rồi. Có đường nữa nè. Đường mà không biết đường thắng hay là đường sao không biết. Có gừng, ớt. Nước mắm thì nước mắm của gì thì cô không biết luôn. Không biết nước mắm gì luôn, cái này là bí mật. Ngon, tuyệt chiêu. Để một chút thưởng thức nguyên cái dĩa bánh tráng thôi. Anh biết dì Đường là khi nào? Lâu chưa? Lâu rồi, tại mình sống ở đây mà. Anh cái nhà thờ này chưa xây dựng xong bây giờ. Dạ. Còn cái hang đá đây này nè, cái hang đá nè, với lại cái hồ nước này. Anh mua bao nhiêu phần? 4 phần. Anh thấy là tức, anh thấy làm sao, anh thấy hương vị nó từ hồi đó tới giờ nó cũng như vậy hả? Nó lạ lắm. Mỗi hương vị cái hương vị thì Đường lúc mà làm ra cái từ xưa tới giờ cũng y chang vậy phải không? Cho nên nó lạ hơn những chỗ khác là vậy, cho nên mọi người hay ghé. Còn giá hay sao anh thấy giá hay sao?
rất là rẻ, 20.000 mà như vậy thì ăn rất là ngon. À, rất là bình dân, rất là đường phố đúng không? Đúng rồi. Rồi, 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 em cảm ơn anh nhiều. Ủng hộ gì được. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Cái anh trai này rất là nhiệt tình đó mọi người. Mối fan ruột của dì Đường đây. Đây. Đây mình kêu thêm là cái món cua nữa nghe mọi người. Đó. Cua non, cua tươi rất là tươi nè. Tươi ngon. Gạch không à. Con nào thấy không? Con thấy không? Gạch không à. Chúng bột đó. Với lại cái nước mắm me mà của bánh tráng chiên đó. Nước mắm me của bánh tráng chiên đó. Chiên vậy là chút mình chấm với mắm nước chấm nữa, có nước chấm nữa không? Đó, có thêm nước chấm nữa. Còn đây là món bánh tráng của mình, là thêm miếng gỏi xoài nữa nè. À, xoài cho đẹp đẹp mắt vậy nè. Ủa ngày xưa mình bán là cách đây 20 mấy năm là cái giá đầu tiên là bao nhiêu gì Đường? Hồi xưa đó là dì Đường bán chỉ có 10 ngàn, 15 ngàn. Rồi. Còn cái bánh tráng chiên này là chỉ có mới có ra khoảng chừng hả gần 1 năm nay thôi. À vậy là cái món bánh tráng chiên này nổi tiếng là mới 1 năm nay thôi. Mới đây thôi. À. Mới đây thôi chứ không có lâu. Bây giờ của dì lại có thêm một cái bánh tráng chiên nè. Có thêm cua nè, có thêm gà, rồi thêm bánh kiếm nước nè. Yeah. Có thêm nó có thịt cái luôn. Sao gì không có một mình gì không có ai phụ hả? Đây là mọi người ơi, đây là hai cái món của mình ăn của dì Đường đây nè. Cái món nổi tiếng là cái món bánh tráng chiên nè, chiên trứng gì nè. Đó. Còn đây là cua lăn bột. Cua nhỏ lăn bột á. Rồi có cái đỏ đỏ đó là phô mai đúng không dì? Phô mai. Đó. Đây. Cái món mà bánh tráng chiên trứng dưới đấy đồ nè, là bánh tráng đồ nè, là chỉ khoảng 1 năm nay đúng không gì? 1 năm nay thôi. Là vì tự tay tự làm, tự chế biến, tự sáng tác ra luôn á mọi người ơi. Mình xin nhắc lại cái địa chỉ của dì Đường bán ở đây là ngay cổng nhà thờ Xóm Chiếu nha mọi người. Ngay cổng nhà thờ Xóm Chiếu quận 4. Thì đó nha, cái nước me này là cái nước này là cái nước của bánh tráng chiên này á. Nhiều người họ đến họ thắc mắc dữ lắm, họ thắc mắc là cái nước này làm bằng cái gì, nấu bằng cái gì, làm sao vậy đó. Nhưng mà nhiều người lại thì nói là nước này nước me phải không dì Đường, phải nói dì Đường đấy đúng rồi. Còn có nhiều người đấy nước này nước tắc phải không dì Đường, đúng rồi, cái gì cũng cho đúng hết, giờ cái bí quyết của dì thì không thể nào nói ra được. Đúng rồi. À, cái đó mỗi người có một cái được, mỗi người có một quan, thậm chí đến đổi hả nhiều người lại bưng cái hũ lên. À. Mua lại đây để mua bánh tráng chiên nhưng mà phưng cái hũ lên quậy lên xong rồi hửi nó coi sao nữa. Đó thì người đó nha, cái này là nước me, còn người thì nói tùm lum tà la hết rồi, ai khách ai nói sao gì cho vậy. Ai nói sao thì gì cho vậy, nước nào gì cho nước đó. Nhưng mà cái nước này rất là độc quyền. Và những người mà buôn bán á, người ta có bắt chước gì đi chăng nữa cũng không bắt chước gì đâu, thực ra những cái nước này gì pha chế nó nhiều, có nguyên liệu trong cái nước này lắm chứ không phải là có một thứ nước me.
không phải là một cái be hay là một cái nước mắm hay là một cái muối hay là một cái đường, không phải là như vậy. Cái gì pha chế rất là nhiều cái món hàng vô, nhiều thứ vô. Lúc đầu gì mới ra bán bánh tráng chiên đó thì cái con gì chỉ cho nước khô bò thôi đó. Mà chị thấy ăn không có không hợp với khẩu vị của cái bánh. Có khách cái gì? Khách chạy lên nó đến mua rồi. Nó không có hợp khẩu vị cái gì, cái bánh của cái bánh tráng chiên nó gì bỏ. Chị làm cả tuần lễ luôn á, chị làm bắt đầu mới thành công đó. Không phải là chị ra mà làm sơ sơ đâu. Anh thấy giỡn mà con. Rồi. Chứ phải tự nhiên mà làm được cái nước này đâu, cái nước này rất là nó rất là khó làm, chứ không phải dễ làm. Bởi vì cho nên ai lợi kêu gì để cho là nước này nước kia gì cũng đồng ý hết, thì ok hết. Khoảng 4 giờ 5 giờ chiều, trời ơi cô gì đông quá trời đông. Ở đây ngoài bánh tráng với lại cua lăn bột ra là còn cái gì nữa vậy? Bắp gì? Bắp đào, rồi gà lắc phô mai. Bánh trứng cút nướng. Trứng cút nướng. Rồi bánh tráng chiên tóc mỡ. Trên công ty nó cũng mang hàng đó, tụi nó cũng xuống nó quay hết cái gì luôn rồi, bắt đầu nó đăng lên trên cái Facebook quá ha. Nó đăng lên á, đăng lên rồi bắt đầu tụi nó ngồi văn phòng đó không? Ngồi văn phòng nó kêu đi lấy. Giá một phần của cái bánh tráng chiên đó là bao nhiêu vậy? Giờ giá một phần bánh tráng chiên của dì là chỉ có 20.000 thôi. 20.000. Dạ. Là cái phần bình thường, còn phần đặc biệt là nhiêu vậy? Không có bình thường, bình nào cũng là được. Một phần là 20.000 nha mọi người. Đó, một phần nào cũng ha. Chị từ nào tới giờ cũng là 20 hết. Chị bán như là một phần là 20. Đồng giá hết thì. Đồng giá hết. Trộn cuốn gì cũng được, đều đều hết. Này là bánh chắc trộn. Dì đang làm bánh tráng trộn nữa nha mọi người. Buổi chiều là khoảng mấy giờ là đông nhất gì? Đông nhất của dì là 6 giờ, 5 giờ, 4 giờ, 3 giờ mấy, 4 giờ là bắt đầu có khách rồi. 4 giờ 3 giờ 3 rưỡi bắt đầu khách dài tới 5 giờ tới 6 giờ tới 9 giờ 10 giờ luôn. 9 giờ rưỡi là khách nó ít khách lại, tại vì nói là 9 giờ mấy gì dẹp á, 9 mấy 10 giờ dẹp á. Có hôm á thì 10 giờ thì cũng vẫn còn tiếp khách. Tại vì khách đông quá ngồi phải không? Vẫn còn tiếp khách. Dạ. Bán đến khi nào mà trong cái tủ không có còn cái gì luôn á. Dạ. Khách nó mới chịu thôi, khách đến kiếm nữa thì là hết, đóng tủ lại là hết rồi, khách có chịu đi thôi. Dạ. Cái còn còn là đang dọn về thì khách cũng phải kêu bán giùm. Tại vì ở xa, con hỏi xa bán giùm, nó nói vậy phải bán một quần. Thường thường một phần là mấy cái trứng gì? Một trứng. Trứng là chán ra nó bỏng như vậy nè. Đó, thấy không? Chán ra nó bỏng bỏng như vậy. Mình không có chiên sẵn là chết luôn á, không kịp luôn á. Đánh trắng chiên làm gì, hồi đó gì vừa bán vừa chiên không kịp luôn, đánh không kịp. Bao bự như vậy đó. Còn bắt đầu từ từ cũng hết, cần chi tiết. Làm đâu có tiền đâu. Anh thấy làm sao không? Thấy rất là lạ phải không? Lạ. Vì như vậy ra gì làm thì cũng rút kinh nghiệm vậy đó. Thử tới thử luôn, gì làm tới làm luôn dữ lắm luôn. Kem ra gì ăn xong rồi làm thử. Ăn ở cài cài, chiên ớt, chiên cà, đồ chuyện không á. Hôm nay chị bán bao nhiêu phần bánh tráng này? Bánh tráng này hả? Chừng á. Bán mấy cái 3 ký à con?
chứ ước chừng phần là không biết, không nhớ hả? Phần đó hả? Bao nhiêu bán cỡ bao nhiêu người mua bánh tráng này nè? Bánh tráng này thì hộp gà, tôi lấy hộp gà đó ngày coi như là từ 150 với 200 hộp đổ lại đổ lại khoảng vậy thôi. Chứ còn nếu như bánh tráng thì bánh tráng này nó rất là nặng ký, bánh tráng nó dày lắm, nó nặng ký khoảng lắm. Bán nếu mà bánh tráng không là một ngày bán khoảng 2 ký à 3 ký, bán người là khoảng gần 150 người đúng không? Khoảng 150 trứng á, từ 100 mấy đổ lại đó. Đó vậy á. Mấy ngày thứ bảy chủ nhật là còn đắt hơn nữa. Thôi, đông lắm. Tại chủ nhật là đông nghẹt hết trơn. Cô quên cho con cái dĩa, có khách mà ngồi ăn đều còn 20.000 này ăn quá tài nhiều. Nhưng mà con biết sao không? Cái bánh nó sộm á. Nó sộp lại ha? Cái bánh nó sộm, không phải nó sộp nhưng mà tại vì vì cho nó vô như vậy nè. Mà con thấy nó nhiều thật nhưng mà con gắp từng miếng ăn nó ít chứ nó không nhiều. Dạ. Sộm nó lên thì con thấy nó lớn chứ thật nó không lớn. Rồi, cái gì vậy? Một phần vậy là 20.000 nha mọi người.